cái người giữ giới nó có một cái hạnh giáo hóa người khác, cái đức hạnh nó quan trọng lắm. Mấy bà vợ cũng vậy, mình tu sao mình về mình lấy cái hạnh của mình để mình giáo hóa mấy ông chồng. Nhiều khi nói mấy ông không nghe, mình nói bằng lời không nghe, nhưng mình lấy cái đức hạnh của mình chuyển hóa được người khác bằng cái hạnh tu của mình. Mình cứ đi chùa quậy quan riết mà mình về á, thân mình, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp của mình nó trọn lành, nó thanh tịnh, lời nói hành động của mình nó ngay ngắn, có lực, có nghi, có tâm, nó rõ ràng là người có giới đức, thì ông chồng ông bị cảm phục ở cái đó. Mình tu làm sao không biết, mà cứ tới mùng 8 tháng sau mình chuẩn bị lấy cái áo tràng. Mấy lần trước mình đi làm cự dữ lắm, lần này ông thấy mình chuẩn bị cái áo tràng là biết rồi. Ông nói như vậy là mình mới thành công nha. Ông nói lần này dự tu rủ anh đi giới chánh pháp Như Lai, đã làm tánh em vì tha bớt âu lo, thường nhận nhỏ mỗi khi giận hờn